Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 2 tháng 12 có những nội dung đáng chú ý sau. Thưa quý vị và các bạn, nhờ các biện pháp chủ động linh hoạt, bức tranh kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh năm 2023 có rất nhiều điểm sáng trên tất cả các lĩnh vực, giữ vững đà tăng trưởng trên hai con số ổn định trong 9 năm liền từ 2015 đến năm 2023. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP năm 2023 ước tăng 11,03%, lần đầu tiên Quảng Ninh đứng đầu khu vực đồng bằng sông Hồng, đứng thứ ba cả nước, quy mô nền kinh tế đạt hơn 315.000 tỷ đồng. Trong đó, khu vực du lịch tiếp tục là động lực tăng trưởng của tỉnh. Trong 11 tháng năm 2023, Quảng Ninh đón 14,85 triệu lượt khách, tăng 42% cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu tăng 13,5% cùng kỳ. Vị thế của ngành công nghiệp chế biến chế tạo ngày càng quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh, với tốc độ tăng trưởng là 23,86% cùng kỳ. Thu hút FDI đạt trên 3,1 tỷ đô la Mỹ. Quảng Ninh hiện đang là địa phương dẫn đầu trong số các tỉnh, thành phố trên cả nước về thu hút vốn FDI. Cùng với đó, các công tác quy hoạch đất đai, tài nguyên và môi trường, chuyển đổi số được thúc đẩy tăng cường, giáo dục đào tạo, y tế, lao động, việc làm, văn hóa xã hội thể thao tiếp tục được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo. Tỉnh đã tổ chức thành công lễ hội Hokkaido tại Hạ Long năm 2023 và các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Phát huy kết quả đạt được, năm 2024, tỉnh xác định chủ đề công tác năm là nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa con người giàu bản sắc Quảng Ninh, nỗ lực tạo nên những kỳ tích mới trong phát triển kinh tế xã hội. Trong khuôn khổ Hội chợ Thương mại Du lịch Quốc tế Việt-Trung lần thứ 15 năm 2023, tại thành phố Móng Cái vừa diễn ra diễn đàn thúc đẩy hoạt động du lịch biên giới qua cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái Việt Nam và Đông Hưng Trung Quốc. Đây là một sự kiện ý nghĩa hướng tới mục tiêu mở rộng quan hệ hợp tác du lịch, đẩy mạnh hoạt động du lịch biên giới, tạo cơ hội và điều kiện cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước hợp tác, quảng bá xúc tiến mở rộng thị trường du lịch ra các tỉnh khu vực biên duyên hải Trung Quốc. Tại diễn đàn, các đại biểu tham dự tọa đàm thảo luận, đánh giá thực trạng, nhận diện lợi thế cơ hội khó khăn thách thức và đề xuất các giải pháp định hướng cụ thể, kích cầu, hợp tác đẩy mạnh hoạt động du lịch biên giới, đồng thời ký khai thác khách Việt Nam sử dụng thông hành đi tham quan du lịch thành phố Đông Hưng Trung Quốc, khai thác khách Trung Quốc sử dụng sổ thông hành đi du lịch thành phố Móng Cái Việt Nam và khai thác sản phẩm xe du lịch tự lái để các doanh nghiệp hai bên liên doanh, liên kết mở rộng thị trường, tăng cường hoạt động xúc tiến, mở rộng đầu tư và phát triển du lịch. Trong những năm qua thì chúng ta nhìn thấy rằng là khách du lịch Trung Quốc là một trong thị trường khách quan trọng nhất của du lịch Việt Nam. Và trước dịch Covid-19 thì khách du lịch Trung Quốc chiếm khoảng 30% trong tổng số khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam. Và đây là một trong những thị trường rất là quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 cũng đã xác định là thị trường Trung Quốc là một trong những thị trường du lịch trọng điểm. Và bên cạnh đó thì với cái mối quan hệ đối tác hợp tác hữu nghị toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc, năm nay là năm thứ 10 chúng ta kỷ niệm cái mối quan hệ đặc biệt này, và với cái tình cảm truyền thống thì Việt Nam Trung Quốc hoàn toàn có những khả năng để trao đổi về kinh tế, trong đó có các lĩnh vực về du lịch. Thì chúng tôi cho rằng là hội nghị ngày hôm nay là một trong những cái bước để chúng ta cụ thể hóa những cái nội dung đã được lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước của Việt Nam cũng như là Trung Quốc đã thống nhất, và đây cũng là hoạt động thường niên mà chúng ta đã kết nối lại từ sau dịch Covid-19 để nhằm thúc đẩy hoạt động kinh tế, thương mại và đặc biệt là lĩnh vực du lịch giữa hai bên. Diễn đàn còn nhận được nhiều tham luận, ý kiến trao đổi trực tiếp của các doanh nghiệp lữ hành, các nhà quản lý du lịch của hai nước để cùng chung tay tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát triển du lịch biên giới qua cặp cửa khẩu Đông Hưng Trung Quốc, Móng Cái Việt Nam.
Trước khi cuộc diễn đàn này diễn ra thì tôi cũng đã có một số sự hợp tác với một số doanh nghiệp ở Việt Nam. Và sau cuộc diễn đàn này cùng với phiên hội chợ quốc tế đang diễn ra thì tôi cũng đã biết thêm được nhiều hơn về những khách hàng trong ngành du lịch và có thêm được nhiều nguồn tài liệu hơn trong tương lai, và chúng tôi có thể từ đó có thể kết nối với và hợp tác với nhau lâu dài. Tôi cảm thấy mối quan hệ giữa chính quyền thành phố Móng Cái và thành phố Đông Hưng rất tốt, đồng thời cũng giúp đỡ ngành du lịch của chúng tôi rất nhiều. Nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng về du lịch giữa các đơn vị tổ chức lữ hành hai bên đã được ký kết tại diễn đàn. Dù còn những khó khăn thách thức phải vượt qua, nhưng với tinh thần đổi mới hợp tác cùng phát triển, quan hệ hợp tác du lịch giữa hai địa phương Quảng Ninh Móng Cái và Quảng Tây Đông Hưng, cũng như giữa hai nước Việt Nam Trung Quốc có cơ sở vững chắc và đang đứng trước những cơ hội lớn để thúc đẩy mạnh mẽ, góp phần củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc. Nhờ phát huy thế mạnh du lịch biển đảo, trong tháng 11 này, du lịch Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng ước đón gần 100.000 lượt du khách, nâng tổng số du khách từ đầu năm đến nay lên gần 2,9 triệu lượt, cao gấp hơn 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước và đạt hơn 115% so với kế hoạch cả năm. Dự kiến hết năm 2023, du lịch Đồ Sơn đón 2,95 triệu lượt du khách trong nước và quốc tế, cao nhất từ trước đến nay. Quận Đồ Sơn đặt mục tiêu sẽ đón 3,2 triệu lượt khách du lịch trong năm 2024. Với thông điệp mỗi người dân Lạng Sơn là một đại sứ du lịch, mới đây Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức thành công Hội thi tuyên truyền hướng dẫn du lịch Lạng Sơn 2023. Cuộc thi đã để lại nhiều dấu ấn, không chỉ tìm kiếm những nhân tố mới, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch địa phương, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh Lạng Sơn với những điểm đến hấp dẫn, giàu bản sắc, an toàn và thân thiện. Tại các vòng thi, các thí sinh đã thực hành thuyết minh, thể hiện sự am hiểu của mình về du lịch của Lạng Sơn. Nhiều thí sinh còn khéo léo lồng vào bài thi những câu chuyện truyền miệng sinh động, thực sự hấp dẫn người xem và chinh phục ban giám khảo. Khi mà du khách đến với những cái địa điểm du lịch thì họ thường sẽ rất là thích thú với những câu chuyện dân gian ở nơi đây. Thế nên là em đã chọn cách là đưa những câu chuyện vào đây để tạo nên sự cuốn hút của di tích lịch sử, để di tích lịch sử nó cũng sẽ đọng lại ở trong du khách những ấn tượng sâu sắc nhất. Khi nghe các bạn thí sinh giới thiệu về Lạng Sơn thì tôi có một cảm giác như là bản thân tôi đang đứng ở cái địa điểm du lịch đó, và chúng tôi cũng mong muốn là sẽ có nhiều bạn hướng dẫn viên du lịch có tài năng như vậy để mà đưa du lịch Lạng Sơn ngày một phát triển hơn. Chất lượng của đợt thi này thì tốt hơn rất là nhiều. Không như vậy thì là đối tượng tham gia thì rất là đa dạng. Tôi đánh giá rất là cao hội thi này và rất là bất ngờ rằng là trong cái đợt thi này thì sự sáng tạo đã tạo ra một cái nét rất đặc sắc mà rất riêng của tỉnh Lạng Sơn. Sau hai vòng thi sôi nổi, hội thi đã tìm ra được những thí sinh xuất sắc nhất. Trong đó, 5 giải chuyên đề đã được trao cho thí sinh có câu trả lời xuất sắc, thí sinh có tiềm năng triển vọng, thí sinh thuyết trình hay, thí sinh có phong cách ấn tượng và thí sinh sáng tạo. Cảm xúc của tôi lúc này rất là vui mừng và phấn khởi. Tôi mong muốn rằng là sau này sẽ thu hút được nhiều khách đến với địa phương. Như thông điệp của cuộc thi này, mỗi người dân đều có thể trở thành những người hướng dẫn viên du lịch. Qua cuộc thi thì cũng vừa là tìm kiếm những cái gương mặt mới để trở thành một đại sứ du lịch của tỉnh Lạng Sơn, cũng như là trở thành một cái hướng dẫn viên du lịch trong tương lai. Và trên cơ sở đó thì mỗi một thí sinh tham gia cái cuộc thi này cũng có thể vừa học tập, trải nghiệm cũng như là tích lũy cái kinh nghiệm của mình trong cái việc mà tuyên truyền quảng bá về tỉnh Lạng Sơn. Thành công của hội thi tuyên truyền hướng dẫn du lịch Lạng Sơn là cơ sở để địa phương này có thêm những định hướng phù hợp trong phát triển và từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, đóng góp cho sự phát triển du lịch bền vững. Thông qua hội thi cũng góp phần nâng cao nhận thức vai trò của cả cộng đồng, để mỗi người dân Lạng Sơn đều có thể trở thành một đại sứ du lịch, góp phần lan tỏa, quảng bá hình ảnh đất và người xứ Lạng đến du khách muôn phương. Tiếp theo chương trình là cụm tin giá cả thị trường đáng chú ý. Lên đỉnh 150.000 đồng một bó đầu mùa, đến thời điểm này, cúc họa mi Hà Nội giá chỉ còn 20-25.000 đồng một bó. Theo người dân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội đã trồng hoa cúc họa mi gần chục năm nay, nhưng chưa bao giờ thấy cúc họa mi lại rẻ như bây giờ. Những năm trước, có người lãi được vài chục triệu, nhưng năm nay sau đợt sốt nóng đầu mùa, cúc họa mi đã hạ giá nhiều và lời lãi của một số người không được bao nhiêu.
Mới nhập vào Việt Nam 3 tháng nay, chanh tươi Quảng Đông Trung Quốc đang lên cơn sốt, có giá cao gấp 3 lần hàng Việt. Trên thị trường, chanh không hạt Việt Nam đang được bán lẻ với giá 15.000 đến 20.000 đồng 1 kg. Còn chanh Quảng Đông là 55.000 đến 60.000 đồng 1 kg, tức cao gấp 3 lần hàng Việt. Dẫu vậy, mức giá này đã hạ nhiệt phần nào so với hồi cuối tháng 8 khi mới du nhập vào Việt Nam, mỗi kg lúc đó lên tới 100.000 đồng. Lý giải loại chanh này sốt giá, các tiểu thương cho biết do tác động từ sức hút trà chanh giã tay của giới trẻ Việt, thức uống này xuất hiện khắp các con đường ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Vượt qua 30 mẫu gạo của 10 quốc gia tham dự, gạo ST25 mang thương hiệu gạo Ông Cua của Việt Nam chính thức đoạt giải gạo ngon nhất thế giới năm 2023. Đây là lần thứ hai gạo ST25 giành giải nhất cuộc thi tìm kiếm gạo ngon trên thế giới này. Ngoài là giống lúa đặc sản, ST25 còn được coi là giống lúa thích ứng với biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long, sinh trưởng tốt tại vùng đất mặn, đất phèn. Đặc biệt, ST25 rất thích hợp cho vùng xen canh lúa, tôm. Để mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả của sự phát triển, thời gian qua bằng nguồn lực của tỉnh và địa phương, nhiều công trình đã được đầu tư xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng, nhất là ở khu vực dân tộc thiểu số, miền núi, nông thôn. Qua đó đáp ứng nhu cầu, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền, cũng như thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Ghi nhận tại huyện Đầm Hà. Tuyến đường trục chính dài gần 6 km đi qua 3 xã Dực Yên, Quảng An và Quảng Tân của huyện Đầm Hà, được nâng cấp, cải tạo và đưa vào sử dụng cuối năm 2022, đã mang lại niềm phấn khởi cho nhân dân địa phương. Bởi tuyến không chỉ tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế, mà còn tạo cơ sở để thực hiện quy hoạch kinh tế xã hội của cả 3 xã, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Trước thì đi đường đốt, bây giờ đường bê tông thì tốt quá. Đường đẹp đi lại dễ đi. Đường dài khoảng 2 km đi qua thôn Đông Thành, chúng tôi thì tạo điều kiện cho bà con nhân dân phát triển kinh tế và như vậy là đi lại được dễ dàng. Giao thương hàng hóa của năm 2023 là khác với những năm trước, bởi vì nó có con đường này đưa vào thì nhiều lợi ích. Xác định hạ tầng giao thông là yếu tố then chốt để thúc đẩy phát triển kinh tế ở vùng cao, bằng vốn ngân sách tỉnh và huyện, Đầm Hà đã đầu tư nâng cấp, cải tạo, mở rộng đường giao thông từ trung tâm huyện đi xã Quảng Lâm, có tổng chiều dài trên 7,5 km với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng. Giữa tháng 9 năm 2023, tuyến đường mới rộng rãi, khang trang, sạch đẹp đã hoàn thành. Giao thông thuận lợi đã thúc đẩy kinh tế phát triển. Cũng được nhà nước là cái quan tâm đến giờ này là sẽ làm được đổ nhựa là cũng được 7 mét. Thì người dân bây giờ là sinh sống là cũng là rất là mừng về những cái đường là tốt và cũng trong bản là sản xuất, ví dụ như là kiểu bị khai thác quế rồi thì cũng được những các doanh nghiệp nó đi vào là chở là nó cũng rất là tiện lợi đi lại, thì cái giá cả nó cũng là sẽ nâng lên hơn một chút. Không có đường khó khăn thì người ta đã vào đến đây thì người ta cũng chỉ có mua rẻ đi. Không chỉ quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông cho các xã vùng cao nhằm thu hẹp khoảng cách vùng miền, huyện Đầm Hà cũng đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ thi công công trình quảng trường trung tâm 28 tháng 1 với tổng mức đầu tư trên 158 tỷ đồng, qua đó góp phần đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của người dân, nâng cao chất lượng đời sống. Công ty chúng tôi đã bố trí huy động máy móc đầy đủ này, nhân công này đầy đủ và bố trí tập kết vật tư vật liệu là đảm bảo theo yêu cầu của hồ sơ và bố trí tăng ca cho anh em thực hiện 3K để đảm bảo đẩy nhanh cái tiến độ đề ra. Dự kiến là công trình sẽ hoàn thành vào tháng 9 năm 2024. Các công trình về kinh tế, văn hóa, xã hội đã và đang triển khai theo đúng tiến độ, sẽ hoàn thiện hạ tầng đồng bộ, kết nối, liên thông, kéo giảm khoảng cách giữa khu vực vùng cao, miền núi với trung tâm, qua đó nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đưa Đầm Hà sớm về đích nông thôn mới kiểu mẫu. Đề án nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho chủ trang trại, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, có phần thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư giai đoạn 2021-2025 do Hội Nông dân tỉnh triển khai, thực hiện với mục tiêu từng bước thay đổi tư duy của hội viên nông dân, đồng thời nâng cao nhận thức và hiểu biết của các chủ trang trại, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi về ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp. Đến nay, đề án đã mang lại những hiệu quả thiết thực, nhất là với những mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ Internet vạn vật, gọi tắt là IoT.
Năm 2022, gia đình ông Hoàng Đình Quê ở thôn Quỳnh, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng được Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang lựa chọn để triển khai thí điểm mô hình ứng dụng công nghệ IoT trong chăn nuôi lợn. Ông rất vui mừng phấn khởi vì được tiếp cận chuyển đổi số. Trang trại sẽ được thiết kế các hệ thống cảm biến cho ăn tự động. Ứng dụng phần mềm tự động theo dõi và thông báo các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của vật nuôi. Toàn bộ các quy trình sẽ tự động hóa thông qua phần mềm được cài đặt trên máy tính, thiết bị di động với tổng kinh phí hỗ trợ gần 500 triệu đồng. Áp dụng ứng dụng công nghệ cao của mô hình của Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang, cái thứ nhất là tiết kiệm được ngày công chăn nuôi, cái thứ hai là giảm được dịch bệnh. Thì tôi nói tiết kiệm được ngày công chăn nuôi là vì sao, là ngày xưa thì mỗi một cái trại này, mỗi chuồng này của tôi là phải 2 người. Nhưng bây giờ 1 người là nhàn, làm cũng chỉ độ một buổi chỉ độ 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi của một buổi sáng và buổi chiều. Thế cái giảm dịch bệnh là người mang thức ăn trong chuồng là không phải đi lại nữa, mà mình được sử dụng tại silo, xong rồi dùng cái hệ thống chăn nuôi tự động công nghệ cao là nó tải được vào trong chuồng. IoT nông nghiệp là nền tảng của nông nghiệp số và nông nghiệp chính xác. Ứng dụng IoT trong nông nghiệp sẽ giúp sử dụng phân bón hiệu quả, giảm chất thải, tăng năng suất nhờ ứng dụng canh tác thông minh. Hiện nay, Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang đang hỗ trợ 3 mô hình trồng trọt trong nhà lưới ứng dụng công nghệ IoT trên địa bàn các huyện Lục Nam, Hiệp Hòa, Yên Dũng. Các mô hình này đều được ứng dụng hệ thống điều khiển thông minh, cảm biến điều khiển, giám sát tự động, kết nối sử dụng các ứng dụng của phần mềm MCA để quản lý sản xuất, quảng bá sản phẩm và truy xuất nguồn gốc nông sản. Trên cơ sở, Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng thành công 4 mô hình năm 2022 và năm 2023. Sang năm 2024 thì Hội Nông dân tỉnh tiếp tục xây dựng thêm 4 mô hình ở trên các lĩnh vực khác nữa, như là chăn nuôi, thủy sản, rồi trồng trọt, để từ cái mô hình này để tuyên truyền các cái chủ trang trại khác đến tham quan, học tập trực tiếp ở tại mô hình. Hiệu quả của các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ IoT do Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang hỗ trợ đã khẳng định chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất nông nghiệp là hướng đi đúng đắn, nhằm hướng đến một nền nông nghiệp phát triển bền vững. Với sự tiến bộ của khoa học công nghệ, ngành nông nghiệp đã đạt được nhiều bước tiến mới về năng suất, chất lượng cây trồng vật nuôi. Tuy nhiên, nông nghiệp phát triển mạnh cũng kéo theo vấn đề về xử lý rác thải, phế phụ phẩm. Những năm qua, việc ứng dụng công nghệ vi sinh để giải bài toán này đã mang lại những kết quả tích cực, không chỉ giúp người nông dân xử lý hiệu quả rác hữu cơ tại nguồn, mà còn tạo ra nguyên liệu mới tốt cho đất đai và cây trồng. Trong tự nhiên, bèo Tây có chức năng lọc nước và khử các kim loại nặng, nhưng do chúng phát triển quá nhanh, có thể làm tắc nghẽn các dòng sông, dòng kênh, dẫn đến cản trở việc lưu thông các phương tiện, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản hoa màu. Quá trình thu gom và xử lý bèo Tây tốn nhiều thời gian, công sức và chi phí. Trước thực trạng đó, Hợp tác xã Đầu tư Phát triển Sông Giá tiến hành nghiên cứu mô hình ứng dụng vi sinh, xử lý rác thải hữu cơ, phế phụ phẩm nông nghiệp, bèo Tây, biến chúng trở thành nguồn thức ăn để chăn nuôi giun quế, phục vụ trồng trọt chăn nuôi khép kín tuần hoàn. Nhận thấy cái vấn đề về sản xuất nông nghiệp sạch này, cần một cái lượng phân bón sạch rất là lớn. Nên là Hợp tác xã Đầu tư Phát triển Sông Giá đã nghiên cứu và ứng dụng các cái chế phẩm vi sinh vào để mình ủ phân bón, ủ các cái loại rác hữu cơ, ủ các cái nguồn bèo Tây mà mình thu về được để mình đưa vào mình chăn nuôi giun quế. Thứ nhất là nó đáp ứng được cái việc là giảm chi phí cho cái nguồn chăn nuôi giun quế, và thứ hai rất là tốt, đó chính là mình góp phần vào mình bảo vệ môi trường này và giảm được cái áp lực cho cái bên mà xử lý rác. Thức ăn chủ yếu của giun là phân gia súc, vật nuôi, phế thải rau, củ quả, cây thân thảo và các loại rác thải hữu cơ. Những loại này sau khi được tiêu hóa sẽ trở thành phân giun có chứa một số axit amin có hàm lượng tương đối cao, làm giảm hàm lượng axit carbon trong đất và kích thích giúp cây trồng tăng trưởng tốt. Tại vì sau một thời gian mà mình đã nuôi thành công con giun chuồn quế thì mình thấy là cái lợi ích của nó mang lại là vô cùng lớn. Đặc tính của con giun chuồn quế thì nó thích ứng với cái môi trường là tối, ẩm và thoáng. Thì khi mà đáp ứng được đủ các yếu tố đấy thì nó phát triển rất là tốt và đã đưa lại cái hiệu quả rất là cao. Ví dụ như là cái môi trường chuồng trại thì cũng rất là đơn giản thôi. Bà con nông dân bất cứ ở một cái mô hình nào mình cũng có thể ứng dụng được.
Với tiêu chí đáp ứng được nhu cầu về phân bón và nguồn thức ăn sạch phục vụ cho trồng trọt và chăn nuôi, ngoài ra còn góp phần xử lý rác thải và bảo vệ môi trường, mô hình ứng dụng vi sinh xử lý rác thải hữu cơ, phế phụ phẩm nông nghiệp Bèo Tây, chăn nuôi run quế phục vụ trồng trọt chăn nuôi khép kín tuần hoàn đã xuất sắc giành giải nhất hội thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông lần thứ tư năm 2022-2023 của thành phố Hải Phòng. Mô hình ra đời góp phần xây dựng một nền nông nghiệp sạch, hạn chế sử dụng chất hóa học, an toàn với con người và thiên nhiên. Bản tin Chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.